Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận điều trị cho bé trai sơ sinh 9 ngày tuổi với chuẩn đoán uốn ván rốn, suy hô hấp. Bé là con thứ ba trong gia đình, được sinh thường tại nhà và cắt rốn bằng kéo. Hiện bệnh nhi được nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh với chẩn đoán uốn ván rốn, suy hô hấp cấp độ 3, trẻ được thở máy và nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Được biết bệnh uốn ván sơ sinh có tỷ lệ tử vong rất cao, ở Việt Nam uốn ván xuất hiện ở khắp các tỉnh trong cả nước, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tại Việt Nam, chương trình loại trừ uốn ván sơ sinh được triển khai từ năm 1992. Trong giai đoạn 1996-2000, tỷ lệ mắc uốn ván sơ sinh trung bình năm của cả nước là 0,13 trên 1.000 trẻ sinh sống. Từ năm 2005, Việt Nam đã loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh theo quy mô huyện với tỷ lệ mắc dưới 1 trên 1.000 trẻ sinh sống. Tuy nhiên, uốn ván vẫn là một căn bệnh rất nguy hiểm nếu trẻ sơ sinh không được dự phòng bằng vaccine.